Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Hoàng Duẩn. Lời đầu tiên xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Sau đây Hoàng Duẩn sẽ cập nhật một số thông tin. Xin mời tất cả quý vị cùng theo dõi. Phía cố ca sĩ Phi Nhung thông báo hoàn lễ tưởng niệm ngày 4 tháng 10. Lý do là gì? Lễ tưởng niệm ca sĩ Phi Nhung sẽ không được tổ chức vào ngày 4 tháng 10 như dự tính mà chuyển sang thời gian khác khi chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Tối ngày 1 tháng 9, người thân của Phi Nhung đã thông báo kế hoạch tổ chức lễ tưởng niệm của nghệ sĩ. Thông tin này máu chóng thu hút sự chú ý rất nhiều người thân và đồng nghiệp bày tỏ ý định sẽ có mặt tại buổi lễ để gửi lời chào tạm biệt cuối cùng đến cố nghệ sĩ Phi Nhung. Đến hôm nay, ngày 3 tháng 10, ấy kịp của Phi Nhung bất ngờ thông báo hoàn lễ tưởng niệm vì tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp kịp cho biết thêm lễ tưởng niệm trẻ không được tổ chức vào ngày 4 tháng 10 như dự tính, mà sẽ được thực hiện vào thời gian khác thích hợp hơn, khi đã có sự chuẩn bị tốt nhất. Và vừa rồi là một số thông tin Hoàng Chuẩn vừa cập nhật gửi đến tất cả quý vị. Kính chúc tất cả quý vị một buổi tối vui vẻ, bình an và hạnh phúc. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất Hoàng Chuẩn cập nhật gửi đến tất cả quý vị. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.